Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và triệu duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Quý vị thân mến, ông bà ta thường nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Mỗi người đều phải trải qua những quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống, đôi khi là cảm giác bị dồn nén tới đường cùng mà không tìm được lối thoát để vượt qua. Các bậc thầy tử vi học phương Đông có chỉ ra rằng trong ngày 19 tháng 10 âm lịch sắp tới sẽ có năm số con giáp gặp phải đại hạn, tai nạn đổ ập xuống đầu, tiền bạc mất trắng, không cẩn thận phải bán nhà trả nợ. Để biết các con giáp xui xẻo này là những con giáp nào, tất cả những điều này sẽ được kênh của chúng tôi đáp giải trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một, tuổi Hợi. Trong ngày 19 tháng 10 âm lịch này, người tuổi Hợi phải chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung nên làm việc gì cũng không thuận lợi. Bạn cảm giác mọi người xung quanh đều đang tìm cách chống lại mình, khiến mình phải bỏ cuộc giữa chừng. Trước khi có những quan điểm tiêu cực, bi quan như vậy, bạn nên dành thời gian đánh giá lại những việc mình đã làm để có thể bạn đang mắc lỗi sai ở đâu đó. Chỉ vì quá tự tin và kiêu ngạo nên mới không nhận ra mà thôi. Thủy khắc hỏa, tình cảm đôi lứa có nhiều trục trặc, người ấy không chịu hiểu và thông cảm cho khó khăn của bạn ở thời điểm này mà cứ nhất quyết phải được theo ý mình. Sự vô lý của đối phương khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mã Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Hai là tuổi Dần. Lâm vào cục diện tương hình ám hại, người tuổi Dần làm lãnh đạo quá độc đoán, chuyên quyền nên thường bắt nhân viên làm việc theo ý mình. Dần dà, bạn khiến nhân viên cảm thấy mất động lực, không muốn cố gắng và thay đổi. Với người làm nhân viên, bạn dễ phải nghe thấy những lời xèo pha của đồng nghiệp xấu. Bạn mệnh cần giữ vững lập trường của mình, cây ngay không sợ chết đứng. Hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy mình là ai. Bạn tương đối bận rộn do được giao nhiều nhiệm vụ với tốc độ cao và gấp rút. Áp lực lúc này là điều khó tránh khỏi. Bạn bộc lộ sự căng thẳng. Bản mệnh lại trung thực, thẳng thắn, không muốn nhiều vả, đi đường ngang lối tắt nên sẽ rất vất vả hơn nhiều. Thời gian này bạn khó nhận được sự hỗ trợ từ người khác. Mọi việc đều phải tự mình nỗ lực nên cần cố gắng hơn rất nhiều. Ngoài ra cũng phải chú ý cách hành xử lịch sự, chừng mực để giữ các mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp. Đường tài lộc vẫn chưa có nhiều khởi sắc, bạn được khuyên chớ nên nóng vội trong việc đầu tư, kẻo sôi hỏng bỏng không. Càng là vấn đề liên quan tới tiền bạc lại cần phải thận trọng để không tự gây bất lợi cho bản thân. Mộc sinh hỏa, quan hệ giữa bạn và người ấy rất tốt đẹp. Nửa kia luôn sẵn sàng dành thời gian lắng nghe và đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích. Vì vậy nếu gặp phải khó khăn, bạn đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với đối phương nhiều hơn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Mão. Thiên quan ngáng trở, người tuổi Mão có thể sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong công việc vào ngày hôm nay. Cấp trên gây khó dễ bạn, khiến bạn không thể nào thoải mái phát huy được khả năng của mình. Với người làm lãnh đạo, bạn có thể phải nhận được sự phản đối của cấp dưới, có thể là vì từ trước tới nay bạn luôn làm việc theo ý mình mà ít khi chịu lắng nghe. Hãy thay đổi cách làm việc để tập thể có thể hợp tác với nhau ăn ý hơn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đây là thời điểm vận khí sa sút mạnh nhất, hung tinh chủ hao tài án ngữ nên các nguồn thu có dấu hiệu suy giảm, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể đối mặt với cảnh hao tài do đầu tư thua lỗ, tính toán sai lầm. Bạn có thể tham khảo ý kiến của người có chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng cần phải giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo mới đưa ra được phương án giải quyết hợp lý nhất. 4 là tuổi Thìn. Con giáp này được khuyên cần đề phòng tất cả những người xung quanh mình. Việc gì quan trọng thì nên tự tay làm, kiểm chứng thông tin trước khi quyết định để tránh bị người xấu lợi dụng lừa gạt.
Đồng thời, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn cần kiên nhẫn quan sát và đánh giá tình hình một cách cẩn thận. Chỉ khi làm mọi việc thật tâm huyết thì mọi khó khăn mới dần dần được tháo gỡ. Đường tình duyên khá ảm đạm, dường như tình yêu vẫn chưa mỉm cười với con giáp này, thì tình trạng độc thân cứ mãi đeo bám khiến bạn chẳng thể nào tìm được người thấu hiểu và yêu thương mình. Kiếp tài chiếu mệnh, bản mệnh có quyết tâm biến những kế hoạch trên giấy của mình thành sự thật. Dù khó khăn có xuất hiện trước mắt, bạn cũng không thấy nản lòng. Duy trì được tinh thần này, bạn sẽ thành công trong tương lai gần. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho thấy cục diện hỏa khắc thổ, người độc thân có những suy nghĩ tích cực hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng dành thời gian để gặp gỡ những người mới, hy vọng rằng mình sẽ sớm tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình, con cái chính là niềm tự hào của bạn. Cũng nhờ có con cái, bạn cảm thấy tràn đầy quyết tâm hơn trong công việc. Bạn sẵn sàng cố gắng hết sức mình để đem tới cho cuộc sống đầy đủ hơn cho người thân yêu. Năm tuổi Mùi. Trong ngày có tỷ kiên chiếu mệnh, người tuổi Mùi dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp. Ai cũng muốn giành lợi thế về mình nên chẳng ai chịu nhiều nhịn, mọi chuyện dễ lâm vào bế tắc. Những lúc thế này, bạn cần bình tĩnh lại và cân nhắc tính đúng sai của mọi chuyện. Bạn mệnh chớ nên tham lam những thứ không thuộc về mình, bởi lòng tham có thể đẩy bạn vướng vào chốn lao tù. Hãy chỉ tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình, mọi việc trở nên khó khăn hơn với bạn do có tiểu nhân quấy phá. Kế hoạch dễ đổ bể nửa chừng, công sức bỏ ra như muốn bỏ biển, chẳng thu hoạch được là bao. Tiếc rằng kẻ đó ở trong tối còn bạn ngoài sáng, sẽ rất khó để phát hiện ra chiêu trò của đối phương. Cách duy nhất bạn có thể làm là hãy chuẩn chỉnh trong từng hành động, không để xảy ra sơ hở cho kẻ đó có cơ hội nắm thóp gây bất lợi cho bạn. Chuyện tình cảm cũng không thể chủ quan, nhất là khi trong đầu quan sát này đang xuất hiện những suy nghĩ có phần đảo lộn. Dường như bạn quá coi trọng bản thân mình đến mức ích kỷ, không quan tâm tới cảm nhận của nửa kia, chỉ làm mọi thứ theo ý mình. Trong ngày hỏa vượng, bản mệnh sẽ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi. Vì thế hãy chú ý gìn giữ sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi mã Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Tuất. Kiếp tài đem tới cho người tuổi Tuất tinh thần quyết tâm làm việc. Bạn có thể sẵn sàng bắt tay hiện thực hóa kế hoạch của mình, dù cho bị mọi người xung quanh can ngăn đi nữa. Tuy nhiên bạn cần chú ý, chớ hành động một cách mù quáng. Một số người sẽ gặp phải mâu thuẫn thị phi với đồng nghiệp, kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt khiến hình ảnh của bạn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên bạn nên có cách ứng xử khôn ngoan để tránh khiến mọi việc trở nên rắc rối, phức tạp và khó cứu vãn. Hỏa sinh thổ, người độc thân nên mạnh dạn thể hiện con người thật của mình, như vậy thì bạn mới được nhiều người yêu quý. Còn nếu bạn chỉ luôn cố gắng làm vừa lòng người khác thì bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Để hóa giải vận đen và chúc mừng may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc quý vị hãy để lại comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989349119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và đừng bỏ qua bất kỳ video cũng như thông tin mới nhất nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.